7 cách thắt nút dây đơn giản hiệu quả. Cách đầu tiên, nút thắt vuông, square knot. Nút thắt vuông sử dụng để nối hai đầu dây lại với nhau cùng loại, cùng kích thước. Bước đầu tiên, bạn sử dụng hai đoạn dây. Bước thứ hai, bạn kéo hai đầu dây lại, sau đó lọn một dây về phía sau, rút lên lại phía trên, sau đó lại tiếp tục đè hai đầu dây lên nhau. Cách thứ hai, nút thắt thuyền chày. Nút thắt thuyền chày được sử dụng để kết nối dây với một vật phẩm cố định, như tạo khung cửa sổ trên thuyền tàu. Bước đầu tiên, bạn tạo dây thành một vòng tròn, sau đó tạo tiếp vòng tròn thứ hai. Bước tiếp theo, bạn chụm hai vòng tròn đè lên nhau, rồi nghiêng 45 độ. Cuối cùng, bạn cho dây vào vật phẩm, sau đó dùng một lực siết mạnh. Cách thứ ba, nút thắt thợ dệt. Nút thắt thợ dệt được sử dụng để kết nối hai đoạn dây khác nhau về loại và kích thước. Bạn chuẩn bị hai đoạn dây khác nhau. Bước đầu tiên, bạn dùng một đoạn dây tạo thành hình tròn cố định. Sau đó, dùng đoạn dây còn lại lòn từ phía dưới lên. Bước tiếp theo, quấn một vòng rồi xuyên qua, sau đó dùng lực siết mạnh. Cách thứ tư, nút thắt ghế đơn. Nút thắt ghế đơn là một nút dây khi tạo ra sẽ cho một vòng tròn cố định, thường được dùng khi buộc dây thừng vào người hay vặt mà không sợ vòng dây bị tuột. Chuẩn bị một đoạn dây, sau đó dùng hai tay tạo ra một vòng tròn phía bên trái. Phần dây còn lại xỏ từ phía dưới, xuyên qua vòng tròn, sau đó quấn quanh rồi siết chặt. Cách thứ 5, nút thắt số 8.
Nút thắt số 8 thường được áp dụng với mục đích tránh cho đoạn dây không bị tuột khỏi các dụng cụ thiết bị như cột dây khi đi thuyền buồm hoặc leo núi. Dùng dây quấn quanh ngón tay. Bước tiếp theo, đưa đầu dây bên kia lòn qua lỗ dây, dùng lực kéo mạnh. Này khá tỉ mỉ, bạn cần chú ý kỹ video nhé. Thứ 6, nút thắt vòng dây. Cách này được dùng để khóa lại những nút dây neo, được sử dụng để cố định đầu dây vào một vật cố định. Bước đầu tiên, chuẩn bị một đoạn dây. Bước thứ hai, dùng dây quấn quanh vật cố định khoảng 2 vòng, dùng đầu dây phía dưới xỏ lên tạo thành một nút thắt đầu tiên. Sau đó lại tiếp tục làm lại một lần nữa tạo nút thắt thứ hai. Cách thứ 7, nút thắt chạy. Cách thắt nút này giúp bạn có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của đoạn dây. Là một nút thắt có thể điều chỉnh để sử dụng trên các đường chịu lực. Nó rất hữu ích khi chiều dài của một dòng sẽ cần phải được điều chỉnh định kỳ để duy trì độ căng. Nó được tạo ra bằng cách buộc một cuộn dây quanh phần đứng sau khi đi qua một vật neo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi từng bước thực hiện của video. Chúc các bạn xem video vui vẻ và được nhiều kiến thức hữu ích. Các bạn nhớ theo dõi và bình luận để mình có động lực làm các video tiếp nhé.